Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tháng 3 năm 2020, hộ ông Phạm Toàn Thắng ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động tự ý san lấp mặt bằng xây tường bao làm nhà xưởng trên đất công ích tại thôn Tây Tiến, xã Thọ Vinh. Đây là diện tích 16.500 m2 đất nông nghiệp mà xã cho ông Thắng thuê. Ngay sau khi nhận được phản ánh tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động yêu cầu ông Thắng dừng mọi hoạt động xây dựng. Điện lực Kim Động cắt điện tại khu vực nhà xưởng và yêu cầu tự tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, khắc phục lại tình trạng ban đầu của đất. Sáng ngày 14 tháng 4, hộ ông Thắng tự tháo dỡ công trình vi phạm từ đầu năm đến nay. Đây là trường hợp thứ hai xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Kim Động được giải tỏa theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh